kính chào quý vị đã đến với bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 23 tháng 12. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hôm 22 tháng 12 trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng gửi nhiều vũ khí mạnh cho Ukraine đồng nghĩa hủy diệt NATO và EU. Hai quan chức nga bị thương sau khi lực lượng Ukraine nã pháo đôi nhét. Các địa điểm nổi tiếng thế giới tắt đèn hưởng ứng chiến dịch vì Ukraine. Bloomberg đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán mua lò phản ứng hạt nhân của Mỹ. Blogger Trung Quốc nổi tiếng vì chia sẻ mẹo sống chung với người nhiễm Covid-19. Bệnh ung thư của vua bóng đá Pele chuyển biến xấu. quá ô nhiễm học sinh ấn độ đeo khẩu trang đi học Theo hãng tin Bloomberg, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hôm 22 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói về sự lưỡng lượng của mình trong việc cung cấp các loại vũ khí tiên tiến dành cho Ukraine. Ông khẳng định rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa và các thiết bị tinh vi khác có nguy cơ gây bất lợi cho liên minh của Mỹ ở châu Âu, bao gồm cả NATO. Cụ thể, ông Biden đã nói rằng việc viện trợ các vũ khí tiên tiến mới cho Ukraine có khả năng sẽ khiến NATO và cả Liên minh châu Âu sụp đổ. Khi trả lời câu hỏi của một nhà báo Ukraine về việc vì sao Mỹ không cung cấp mọi thứ mà Ukraine cần, bao gồm cải thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140, ông Biden nói, chúng tôi đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine để có thể thành công hơn trên chiến trường. Gói viện trợ vũ khí mà ông Biden đã phê duyệt trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi xung đột bắt đầu có cả một khẩu đội tên lửa Patriot. Theo Bloomberg, Kiev đã nhiều lần yêu cầu cung cấp các loại vũ khí tiên tiến hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa có tầm bắn xa hơn so với lực lượng pháo binh hiện tại của nước này. Moscow đã cảnh báo việc cung cấp những vũ khí như thế có nghĩa rằng các nước đồng minh đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Một số quốc gia ở châu Âu, bao gồm cả trong Liên minh NATO, đã bày tỏ lo ngại về việc bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Ông Biden phát biểu, Tôi đã dành hàng trăm giờ để thảo luận với các đồng minh châu Âu và giải thích lý do việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine sẽ mang lại lợi ích lớn cho họ. Ông Biden nói thêm, họ hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng họ không muốn gây chiến với Nga, họ không muốn thế chiến ba bùng phát. Mới đây, các hãng thông tấn của Nga cho biết, cựu phó Thủ tướng Nga và một quan chức thân Moscow đã bị thương sau khi lực lượng Ukraine nã pháo vào thành phố Donetsk hôm 21 tháng 12. Thành phố Donetsk hiện do quân đội thân Nga kiểm soát, nằm trong khu vực công nghiệp Donbass và là tâm điểm của cuộc giao tranh gay gắt gần đây giữa Nga và Ukraine. Một trong những người bị thương là ông Dmitry Rogozin, cựu phó thủ tướng Nga, người đang làm cố vấn quân sự cho hai khu vực của Donbass. Hiện tính mạng của ông không bị đe dọa. Người thứ hai bị thương là Chủ tịch Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Vatali Khoseko. Hai quan chức này đã bị thương khi một khách sạn ở ngoại ô Donetsk bị tấn công. Một nghị sĩ Nga cũng có mặt tại khách sạn cho rằng người tấn công đã hành động theo lệnh được đưa ra. Giữa lúc nhiều khu vực ở Ukraine không có điện, các địa điểm mang tính biểu tượng trên khắp thế giới đã tắt đèn vào ngày 21 tháng 12 để thể hiện tinh thần đồng lòng vì người dân Ukraine. Theo CNN, đèn tại các địa điểm như sân vận động Wembley ở London, Anh, đấu trường La Mã ở Rome, Italy, nhà hát Opera Sydney, Australia hay tháp CN của Toronto, Canada đã được tắt vào 20 giờ ngày 21 tháng 12 theo giờ địa phương như một phần của chiến dịch Light Up Ukraine. Chiến dịch được phát động trong bối cảnh người dân Ukraine đang đối mặt với một mùa đông không có điện sau loạt cuộc tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Mục đích của chiến dịch là nhằm huy động 10 triệu đô la Mỹ thông qua nền tảng gây quỹ của Ukraine là United Hater để mua 1.000 máy phát điện cho các bệnh viện ở nước này. Ban tổ chức cho biết các bác sĩ Ukraine đang phải thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp bằng đèn pin, cản trở nỗ lực cứu chữa bệnh nhân. CNN dẫn lời một chuyên gia về năng lượng người Ukraine cho biết, ngay cả trong tình huống tích cực nhất, thủ đô Kiev trong tháng 1 tới cũng khó có thể duy trì nguồn cung cấp điện hơn 10 giờ mỗi ngày. Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Oleksandr Khachenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Ukraine, nói các đợt tập kích vừa qua của Nga đã nhắm mục tiêu vào mạng lưới điện của nước này, gây thiệt hại đáng kể cho toàn bộ hệ thống. Theo vị chuyên gia, các khu vực ở Ukraine sẽ trở lại thời kỳ cắt điện luân phiên trong một tuần nữa. Đặc biệt là tại thủ đô Kiev, người dân nên chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc sống chỉ có 4 đến 6 giờ có điện mỗi ngày. Ông Khachkov giải thích các đội sửa chữa không thể đồng thời làm việc ở tất cả mọi nơi cùng một lúc và họ đang tìm cách giảm thiểu tối đa các hậu quả của những đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Vị chuyên gia cho biết thêm, việc đó năm mới trong điều kiện vô cùng khó khăn sẽ là kịch bản khó tránh khỏi đối với một số người. Ông khuyến nghị người dân nên tìm kiếm những người có máy phát điện và cùng nhau chia sẻ. Theo thông tin từ Reuters hôm 22 tháng 12, một người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho biết, chính quyền nước này hiện đang điều tra các báo cáo về việc Trung Quốc đã thành lập văn phòng cảnh sát ở Nhật Bản, sau khi các nước ở châu Âu, Mỹ và Canada đã thực hiện cuộc điều tra tương tự trước đó. Secur Defender, một nhóm hoạt động nhân quyền tập trung về các vấn đề ở châu Á có trụ sở tại Tây Ban Nha, đã đưa ra hai báo cáo kể từ tháng 9 năm nay, nói rằng chính quyền Trung Quốc đã thành lập 102 đồn cảnh sát ở nước ngoài tại 53 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno đã nói trong cuộc họp báo khi được hỏi về phản ứng của chính phủ trước những báo cáo này rằng chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để làm rõ tình hình. Chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc trên và cho biết cơ sở này là những trung tâm do tình nguyện viên điều hành, hỗ trợ công dân Trung Quốc thực hiện các thủ tục tại nước ngoài cũng như cung cấp các dịch vụ khác vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cuộc điều tra của Nhật Bản diễn ra sau khi các chính phủ phương Tây cũng thực hiện các cuộc kiểm tra tương tự trước đó. Mới đây, theo thông tin từ Bloomberg, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các công ty tư nhân đang đàm phán với Mỹ để mua các lò phản ứng hạt nhân nhỏ giữa lúc nước này đang tìm cách ngưng việc sử dụng than đá. Ông Justin Freeman, cố vấn cấp cao về cạnh tranh thương mại trong năng lượng hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có mối quan tâm nghiêm túc đối với hạt nhân để thay thế các nhà máy nhiệt điện than. Ông Freeman cho biết có khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua tới 35 lò phản ứng với mô đun nhỏ, được gọi là SMR, đồng thời cũng nói rằng nguyện vọng của Thổ Nhĩ Kỳ là có thể phát điện từ hạt nhân với công suất 20 gigawatt vào năm 2050. Các nhà máy sản xuất SMR của Mỹ như NuScale và TerraPower do tỷ phú Bill Gates điều hành thường tạo ra 100 MW hoặc nhiều hơn một chút, khiến các lò phản ứng này có kích thước gần bằng 1 phần 10 các lò phản ứng thông thường. Đầu tư vào SMR được dự đoán sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la. Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối bình luận về vấn đề này. Theo Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, nước này hiện có 68 nhà máy nhiệt điện than đáp ứng khoảng 1 phần 3 nhu cầu điện của nước này vào năm ngoái. Nhưng quốc gia này hiện đang đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon xuống bằng không vào năm 2053. Hôm 22 tháng 12, Trung Quốc nhật báo đưa tin máy bay trực thăng S-300C tự sản xuất đầu tiên của nước này đã được bàn giao thành công cho một khách hàng là một trong những trực thăng phục vụ cho việc huấn luyện phổ biến nhất thế giới. S-300C sở hữu các tính năng cực kỳ tiết kiệm, thời gian bay tương đối dài và khả năng bay đáng tin cậy. S300C cũng có thể được sử dụng trong huấn luyện quân sự, phun thuốc nông nghiệp và lâm nghiệp, chụp ảnh trên không cũng như trinh sát và tuần tra. Việc chuyển giao thành công S300C chính thức đưa loại trực thăng này vào thị trường hàng không nội địa của Trung Quốc kể từ khi quốc gia này theo đuổi chính sách nội địa hóa. Tập đoàn công nghiệp hàng không Sương Hà của Trung Quốc là nhà sản xuất chính của dòng máy bay trực thăng S300 kể từ năm 2006. Tập đoàn này đã chính thức triển khai công việc nội địa hóa dòng máy bay trực thăng S300 vào năm 20 2017 và đã nhận được giấy phép sản xuất do Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cấp vào năm 2019. Mới đây một blogger đã nổi lên trên các trang mạng xã hội Trung Quốc vì chia sẻ nhiều video kể về trải nghiệm khi sống chung nhà với người nhiễm bệnh COVID-19 cũng như chia sẻ những mẹo và cách thức để làm quen với điều này. Các video của blogger này nổi lên giữa lúc Trung Quốc đang phải trải qua một làn sóng dịch bệnh lớn. Cô Lưu chia sẻ khi chồng cô dương tính với COVID-19, phản ứng đầu tiên của cô là lấy ngay bình xịt khử trùng, khẩu trang N95, kính bảo hộ và găng tay cao su để phòng vệ trong quá trình nấu nướng dọn dẹp và chăm sóc chồng trong thời gian anh cách ly cô lưu bắt đầu viết blog về trải nghiệm của mình khi trung quốc đang hứng chịu một đợt dịch lớn và các lệnh hạn chế cách ly đã được nới lỏng trong thời gian gần đây các mẹo và thủ thuật về cuộc sống chung với người nhiễm bệnh của cô đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng Mặc dù chỉ có vài chục người theo dõi trên các trang tài khoản mạng xã hội Trung Quốc như Xiao Hongshu và TikTok, nhưng một số video của cô đã thu hút được hơn 10.000 lượt xem. Trong các video này, cô đã đưa ra lời khuyên về việc nên sử dụng loại khẩu trang nào, biện pháp khử trùng nhà cửa đúng cách và cách mà cô luôn âm tính với COVID-19 trong suốt 10 ngày nhiễm bệnh của chồng cô chia sẻ lúc đầu rất nhiều người bạn khác của tôi đã bị nhiễm bệnh vì vậy tôi nghĩ có lẽ tôi nên làm một video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày với người nhiễm bệnh của mình thông điệp chính của cô là không muốn mọi người lo lắng về cuộc sống chung với những người dương tính với covid thay vào đó cô muốn họ duy trì tư duy tích cực cô lưu cho biết thậm chí cô không lo lắng về việc bị nhiễm bệnh khi con cô cũng vừa xét nghiệm dương tính với virus cô nói thực ra tôi không nghĩ đại dịch đáng <laughs> sợ vì ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, đây là điều không thể tránh khỏi. Chồng của cô Lưu cuối cùng đã xét nghiệm âm tính với Covid vào hôm thứ Năm ngày 22 tháng 12. Thời gian qua, tình hình sức khỏe của vua bóng đá Pele đã khiến cộng đồng hâm mộ túc cầu lo ngại. Mới đây, gia đình cho biết Pele sẽ đón Giáng sinh trong bệnh viện do bệnh tình chuyển biến xấu. Một báo cáo y tế được công bố hôm 21 tháng 12 cho biết Pele 82 tuổi cần được chăm sóc tích cực hơn do các bệnh về rối loạn chức năng thận và tim. Theo bệnh viện Alberto E. Easton ở Sao Paulo, nơi Pele đang điều trị, bệnh của ông diễn biến đáng lo ngại nhưng ông chưa cần chăm sóc đặc biệt. Hôm 29 tháng 11, cựu danh thủ người Brazil nhập viện để đánh giá lại phương pháp hóa trị mà ông đang áp dụng sau cuộc phẫu thuật khối u ruột kết vào tháng 9 năm ngoái. Theo gia đình, Pele bị nhiễm trùng đường hô hấp, một biến chứng hậu Covid-19. Pele là cựu cầu thủ từng cùng đội tuyển Brazil vô địch ở các kỳ World Cup. Năm 1958, 1962 và 1970, ông được nhiều người gọi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù dần ít xuất hiện trước công chúng vì bệnh tật, nhưng Pele vẫn thường xuyên đăng tải bài viết trên mạng xã hội, trong đó có lời chúc mừng Lionel Messi và đội tuyển Argentina khi họ giành ngôi vô địch World Cup 2022 mới đây abc news đưa tin các nhà hoạt động khí hậu của đức đã cưa phần ngọn của cây thông noel và dựng trước cổng brandenburg biểu tượng chính của thủ đô berlin được biết hành động này nhằm kêu gọi chính phủ đức ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay Nhóm hoạt động khí hậu Last Generation cho biết hai thành viên của nhóm này đã dùng máy cưa để cắt phần đầu của cây thông cao 15 mét và treo một tấm biểu ngữ có nội dung đây là phần đỉnh của cây thông Noel. Cảnh sát Đức đã xác nhận vụ việc này. Các quan chức thành phố Berlin chưa đưa ra phản hồi gì về vụ việc trên. Nhóm hoạt động khí hậu này nhấn mạnh rằng ẩn ý sau hành động trên là bởi vì cho đến nay Đức chỉ mới nhìn thấy phần nổi của thảm họa khí hậu đang xảy ra trên khắp thế giới. Nhóm cũng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cần phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết vấn nạn nóng lên toàn cầu này. Nhóm này đã thu hút sự chú ý và cũng nhận lại sự phẫn nộ trong những tháng gần đây khi thực hiện những hành động như làm gián đoạn các con đường lớn và ném thức ăn vào các bức bích họa nổi tiếng. Ông Stone đã lên tiếng chỉ trích và kêu gọi các nhà hoạt động hãy nghĩ ra cách để bảo vệ môi trường thay vì thực hiện các hành động gây ảnh hưởng như thế. Khói bụi và sương mù dày đặc tiếp tục bao phủ thủ đô New Delhi và các khu vực ở phía Bắc Ấn Độ khiến hoạt động giao thông bị cản trở và làm gia tăng các lo ngại đối với sức khỏe của học sinh. Hình ảnh do Reuters đăng tải hôm 22 tháng 12, một số học sinh của trường nữ sinh quốc tế Sahu Vatwani đã đeo khẩu trang đi học với sự giám sát của phụ huynh. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con tôi khi tình trạng ô nhiễm không khí ngày một tồi tệ. Tôi cảm thấy rất bất lực vì chính quyền cũng không có bất kỳ hành động quyết liệt nào để giải quyết tình hình. Theo Reuters, chỉ số về chất lượng không khí tại New Delhi được đo vào cùng ngày là 141, thuộc mức rất kém. Trong khi đó, tại các thành phố lân cận như Chandigarh và Gorakhpur, sương mù dày đặc cùng khối không khí lạnh đã làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho người dân khi tham gia hoạt động giao thông. Reuters đưa tin một vườn thú ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ vừa thông báo cho hồi hương hai con gấu trúc khổng lồ mượn từ Trung Quốc trong 20 năm qua. Động thái này được nhóm hoạt động vì động vật hoàn nghênh vì họ cho rằng tình trạng sức khỏe của chúng đang xấu đi sau quãng thời gian dài bị bỏ rơi. Việc trao trả hai con gấu trúc tên Jaja và Lele về Trung Quốc được vườn thú Memphis thông báo hôm 21 tháng 12. Cơ sở này nhấn mạnh quyết định không liên quan đến những áp lực từ những người yêu động vật. Thời gian qua, vườn thú Memphis đã bị cáo buộc không chăm sóc đầy đủ cho hai con gấu trúc Jaja và Lele. Các nhà hoạt động kêu gọi vườn thú cần cung cấp thức ăn tốt hơn cho chúng, đồng thời giảm thiểu thời gian nhốt chúng trong chuồng và cuối cùng là chuyển chúng đến nơi ở tốt hơn. Một video do tổ chức In the Friend of Animal đăng tải trên Twitter vào tháng 2 ghi lại cảnh những con gấu trúc đi vòng quanh chuồng, một dấu hiệu cho thấy chúng đang bị thiếu thốn về thể chất lẫn tinh thần. Theo thỏa thuận, Trung Quốc yêu cầu các vườn thú nước ngoài phải trao trả những con gấu trúc đã mượn để chúng có khoảng thời gian cuối đời ở quê nhà. Reuters cho biết, Lê Lê và Gia hiện đã 24 và 22 tuổi, vượt xa số tuổi thọ trung bình của loài gấu trúc khổng lồ là 10 năm. Gấu trúc khổng lồ đang được xếp là loài dễ bị tổn thương do các hoạt động của con người như phá rừng, săn bắn. Theo Quỹ động vật hoang dã thế giới, hiện có khoảng 1.800 con gấu trúc đang sống trong môi trường tự nhiên và 500 cá thể được nuôi trong các vườn thú trên thế giới. Trong khi đó, ở Argentina, các nhà bảo tồn địa phương mới đây đã thả ba con rùa đầu to trở về biển sau khi chúng được giải cứu và hỗ trợ phục hồi sức khỏe, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, những con vật này đã được giải cứu khỏi lưới đánh cá ở khu vực ngoài khơi thị trấn San Clemente thuộc tỉnh Buenos Aires vào đầu tháng 12. Sau đó, chúng được chuyển đến trụ sở ở tổ chức Grupo Marino, nơi chúng được thực hiện các cuộc kiểm tra về sức khỏe. Rùa đầu to có tên khoa học là Plectisternon megacephalum Loài vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng vì hoạt động săn bắn để lấy thịt và bán làm thú cưng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 23 tháng 12. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.